viên và trên đỉnh các bài báo bằng tiếng Pháp và tiếng Việt. Đồng thời ông cũng viết những chuyện ngắn với bút hiệu là Tùng Khanh. Năm 1951, ông cùng nhà báo Hồ Văn Đồng từ Nam ra Bắc hợp tác tổ chức tại Hà Nội một chi nhánh mới thành lập của Việt Nam Thông tấn xã, và tắt là Việt tấn xã. Đây là một thông tấn xã đầu tiên của nước Việt Nam. Năm 1961, ông được đề cử làm trưởng ban pháp ngữ tại Việt tấn xã. Trong năm này, một bình luận thời cuộc mang tên là Trước thời cuộc do ông trách với hiệu là Việt Lăng Quân đầu tiên xuất hiện trong đài báo Việt Nam. Năm 1965, ông tổ chức được chính thức bổ nhiệm làm tổng thư ký bảo tàng Việt tấn xã. Từ năm 1968, là giáo sư Nguyễn Viết Hạnh dạy môn báo chí tại các trường đại học Văn Hạnh và Chính trị Kinh doanh, là nhà báo chú trọng đem những tiêu chuẩn báo chí truyền thông tầm mức quốc tế huấn luyện cho các giới trẻ Việt Nam. Sau tháng 4 năm 1975, cùng hàng trăm đồng nghiệp, nhà báo, nhà văn tại miền Nam, nhà báo Sơn Điền bị cộng sản bắt đi tù suốt 12 năm tại Đại Trung Lê Cư. Ông đã sống trọn đời cuộc sống của một ngôi sao sáng cho đến ngày 12 tháng 8 năm 2012 thì đã biệt tại San Jose, California, trang niềm thương tiếc của vô hạn của đại gia đình họ mới biết. Thành thật cảm ơn quý vị.